dõi chương trình tin tức tổng hợp được phát sóng hàng ngày trên kênh Thời sự 365. Chúc quý vị cùng gia đình sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Quý vị đừng quên ấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Còn ngay bây giờ, Thùy Trâm xin mời quý vị sẽ cùng tới với chuyên mục điểm những tin đáng chú ý nhất có trong bản tin ngày hôm nay. Bản tin COVID-19, hơn 14.000 ca COVID-19 mới, thêm 28 ca nhiễm siêu biến chủng Omicron. Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 88 ca nhiễm biến chủng Omicron, có 5 ca cộng đồng. Hà Nội thêm 2.801 ca COVID-19, số mắc thấp nhất 2 tuần qua. Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận ca mắc biến chủng Omicron đầu tiên. Bản tin COVID-19, hơn 14.000 ca COVID-19 mới, thêm 28 ca nhiễm siêu biến chủng Omicron. Thưa quý vị, tính từ 16 giờ ngày 23 tháng 1 đến nay, trên hệ thống quốc gia quản lý các bệnh COVID-19 ghi nhận 14.362 ca nhiễm mới, trong đó 55 ca nhập cảnh và 14.307 ca ghi nhận trong nước, giảm 627 ca so với ngày trước đó tại 61 tỉnh, thành phố, có 9.534 ca trong cộng đồng. Hà Nội vẫn tiếp tục đứng đầu cả nước số mắc mới với 2.801 ca bệnh trong ngày. Tiếp đó là Đà Nẵng 958, Hải Phòng 733 ca, Hưng Yên 644 ca, Thanh Hóa 585 ca, Quảng Ninh 404 ca, Quảng Ngãi 387 ca, Bình Phước 382 ca, Bình Định 363 ca, Nam Định 355 ca, Hải Dương 342 ca, Bắc Ninh 335 ca, Nghệ An 306 ca, Vĩnh Phúc 297 ca, Phú Thọ 295 ca, Bắc Giang 292 ca, Thái Nguyên 288 ca, Hòa Bình 278 ca, Quảng Nam 270 ca, Thừa Thiên Huế 259 ca, Lâm Đồng 196 ca, Cà Mau 191 ca, Thái Bình 174 ca, Khánh Hòa 159 ca, Tây Ninh 158 ca, Vĩnh Long 152 ca, Quảng Bình 148 ca, Bến Tre 134 ca, Lạng Sơn 133 ca, Quảng Trị 125 ca, Hà Nam 124 ca, Lào Cai 115 ca, Hà Tĩnh 112 ca, Sơn La 109 ca, Ninh Bình 107 ca, Hà Giang 106 ca, Phú Yên 105 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 97 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 95 ca, Yên Bái 95 ca, Trà Vinh 93 ca, Tuyên Quang 87 ca, Gia Lai 86 ca, Kon Tum 85 ca, Kiên Giang 78 ca, Hậu Giang 78 ca, Cao Bằng 70 ca, Bình Thuận 64 ca, Bạc Liêu 60 ca, Đắk Nông 51 ca, Đồng Tháp 51 ca, Điện Biên 44 ca, Long An 40 ca, An Giang 36 ca, Bình Dương 31 ca, Cần Thơ 29 ca, Ninh Thuận 26 ca, Lai Châu 26 ca, Đồng Nai 23 ca, Sóc Trăng 21 ca, Tiền Giang 19 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.734 ca trên một ngày. Về ca nhiễm siêu biến thể Omicron, trong ngày ghi nhận thêm 28 trường hợp mắc mới, nâng tổng số lên 163 ca nhiễm COVID-19 do biến thể Omicron. Trong đó tại Hà Nội 14 ca, Quảng Nam 27 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 72 ca, Hải Dương 1 ca, Hải Phòng 1 ca, Thanh Hóa 2 ca, Đà Nẵng 8 ca, Khánh Hòa 11 ca, Long An 1 ca, Quảng Ninh 2 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 1 ca, Kiên Giang 2 ca và Bình Dương 1 ca. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 2.155.784 ca nhiễm, đứng thứ 28 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143 ca trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 21.841 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.149.095 ca. Trong đó có 1.838.363 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 512.871 ca, Bình Dương 292.523 ca, Hà Nội 111.428 ca, Đồng Nai 99.686 ca, Tây Ninh 87.289 ca.
Về tình hình điều trị trong ngày, có 36.331 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.841.180 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.484 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 2.676 ca, thở oxy dòng cao HFNC 657 ca, thở máy không xâm lấn 139 ca, thở máy xâm lấn 631 ca, ECMO 19 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17:30 ngày 23 tháng 1 đến 17:30 ngày 24 tháng 1, ghi nhận 165 ca tử vong. Trong đó Bà Rịa Vũng Tàu 21 ca trong 2 ngày, Đồng Nai 20 ca trong 2 ngày, Vĩnh Long 11 ca, Kiên Giang 11 ca, An Giang 10 ca trong 2 ngày, Hậu Giang 10 ca trong 2 ngày, Tiền Giang 9 ca, Cần Thơ 9 ca, Bình Định 7 ca trong 2 ngày, Đồng Tháp 7, Thành phố Hồ Chí Minh 6 ca, Tây Ninh 6 ca, Trà Vinh 4 ca, Bình Thuận 4 ca, Bắc Ninh 3 ca, Bình Dương 3 ca, Sóc Trăng 3 ca, Hà Giang 2 ca, Quảng Nam 2 ca, Đà Nẵng 2 ca, Bạc Liêu 2 ca, Cà Mau 2 ca, Hà Nam 1 ca, Ninh Bình 1 ca, Huế 1 ca, Hải Dương 1 ca, Lạng Sơn 1 ca, Thái Nguyên 1 ca, Phú Yên 1 ca, Đắk Nông 1 ca, Lâm Đồng 1 ca, Bình Phước 1 ca và Bến Tre 1 ca. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 157 ca trên một ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 36.884 ca, chiếm tỷ lệ 1,7% so với tổng số ca nhiễm. Đến nay, số tử vong do COVID-19 tại nước ta xếp thứ 25 trên 224 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128 trên 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24 trên 49 quốc gia, vùng lãnh thổ, xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng trong ngày 23 tháng 1, có 882.832 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 176.429.307 liều. Trong đó, tiêm mũi 1 là 78.894.694 liều. Tiêm mũi 2 là 73.759.720 liều. Tiêm mũi 3 là 23.774.893 liều. Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 88 ca nhiễm biến chủng Omicron, có 5 ca cộng đồng. Thưa quý vị, tại buổi họp báo về tình hình phòng chống dịch chiều 24 tháng 1, ông Nguyễn Hoàng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong số 88 trường hợp được phát hiện thì chỉ có 5 ca bệnh trong cộng đồng liên quan đến bệnh nhân nhập cảnh ở nước ngoài về và di chuyển từ Khánh Hòa vào Thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Tâm, tất cả 83 trường hợp còn lại là người nhập cảnh được phát hiện trong quá trình khám sàng lọc, cách ly điều trị ngay sau khi xuống sân bay. Hầu hết bệnh nhân nhiễm biến chủng mới đều có biểu hiện nhẹ với các triệu chứng thoáng qua như sốt, ớn lạnh, đau họng. Thời gian từ khi bệnh nhân được phát hiện dương tính đến khi âm tính trung bình khoảng 1 tuần. Trường hợp có biểu hiện nặng nhất là cụ bà 82 tuổi từ Mỹ về Việt Nam vào ngày 10 tháng 1. Sau khi được xét nghiệm dương tính, bệnh nhân đã điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 12. Tuy nhiên, trên cơ địa của bệnh nhân lớn tuổi có nhiều bệnh lý nền, bệnh nhân đã có diễn tiến nặng với triệu chứng khó thở nên được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Đến chiều 24 tháng 1, tình trạng sức khỏe của cụ đã có diễn tiến tốt. Thông tin tại buổi họp báo, ông Phạm Đức Hải, Phó Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 và Phục hồi Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đã có tuần thứ 3 liên tiếp trở thành vùng xanh cấp độ 1 trên bản đồ COVID-19. Những ngày qua, số ca mắc mới, ca tử vong do COVID-19 liên tiếp giảm sâu. Đến ngày 23 tháng 1, toàn thành phố chỉ ghi nhận 138 ca mắc với 6 ca tử vong. Ông Phạm Đức Hải nói đây là tín hiệu lạc quan, đáng mừng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 thành phố đã đạt được. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thành phố kêu gọi người dân tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, vaccine để bảo vệ thành quả đã đạt được để đón một năm mới an toàn và khỏe mạnh. Hà Nội thêm 2.801 ca COVID-19, số mắc thấp nhất 2 tuần qua.
Thưa quý vị, ngày 24 tháng 1, Hà Nội ghi nhận 2.801 ca COVID-19, nâng tổng số ca mắc trong đợt dịch thứ tư lên 114.578 trường hợp. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, 2.801 ca COVID-19 mắc mới được phát hiện tại 384 xã phường, thị trấn thuộc 25 trên 30 quận, huyện, thị xã. Đây là số ca mắc thấp nhất sau 2 tuần qua của thủ đô. CDC Hà Nội cũng thông tin một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày là Gia Lâm 113 ca, Đống Đa 110 ca, Đông Anh 98 ca, Hoàng Mai 98 ca, Nam Từ Liêm 91 ca, Thanh Trì 90 ca. Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4, thành phố ghi nhận 114.578 F0. Tính đến ngày 23 tháng 1, thành phố có 68.560 trường hợp F0 đang được điều trị và cách ly. Trong đó, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 142 ca, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 223 ca, tại các bệnh viện của Hà Nội là 3.497 ca, cơ sở thu dung điều trị thành phố 878 ca, cơ sở thu dung quận, huyện 5.222 ca. Hà Nội cũng có 58.598 bệnh nhân COVID-19 đang được theo dõi cách ly tại nhà. Tổng số người tử vong do COVID-19 từ ngày 29 tháng 4 đến 23 tháng 1 là 469 người. Hiện tại các hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19 như giám sát nhập cảnh, xét nghiệm tiêm chủng, tổ chức điều trị tại bệnh viện, cơ sở thu dung và hỗ trợ người bệnh điều trị tại nhà vẫn đang được ngành y tế đẩy mạnh. Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận ca mắc biến chủng Omicron đầu tiên. Thưa quý vị, ngày 24 tháng 1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhận được thông báo từ Viện Pasteur, thành phố Hồ Chí Minh về kết quả giải trình tự gen của hai trường hợp, trong đó có một trường hợp mắc SARS-CoV-2 biến chủng Omicron. Bệnh nhân là nam giới, sinh năm 1977, quốc tịch Bồ Đào Nha. Bệnh nhân là chuyên gia đến Việt Nam trên chuyến bay mang ký hiệu QR-970. Khởi hành từ Doha, Qatar ngày 8 tháng 1. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phối hợp sân bay Tân Sơn Nhất tiếp nhận bệnh nhân này và chuyển cách ly tập trung tại khách sạn Sun NC Leisure ở thành phố Vũng Tàu. Đến ngày thứ 3 cách ly tập trung 12 tháng 1, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR. Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân được cách ly điều trị tại chung cư Levin, khu phố 3, phường 9, thành phố Vũng Tàu và đã hoàn thành cách ly điều trị ngày 23 tháng 1. Sau khi có kết quả xét nghiệm giải trình tự gen từ Viện Pasteur, thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thông báo với Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu và hướng dẫn bệnh nhân tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày sau khi kết thúc điều trị, đồng thời lập danh sách và giám sát tất cả các trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp nhiễm trên trong vòng 7 ngày, kể cả nhân viên y tế. Yêu cầu các trường hợp liên quan khi có triệu chứng nghi ngờ phải thông báo ngay với cơ quan y tế và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu vẫn nguy kịch, có thể được truyền máu từ bố. Thưa quý vị, liên quan đến tình trạng sức khỏe cô bé DNA, bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu. Trao đổi với Dân Trí sáng ngày 24 tháng 1, bác sĩ Trần Liên Hương, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn cho hay, bé vẫn đang điều trị tích cực tại khoa hồi sức cấp cứu nhi, tình trạng của bé vẫn đang rất nặng. Cũng trong sáng nay, người nhà của bé A thông tin ngày 23 tháng 1, bác sĩ đã cho bố cháu bé đi xét nghiệm máu để trong trường hợp cần thiết có thể truyền máu cho bé A. Người nhà bé A cho biết, phía bệnh viện cho biết khi nào cháu có tiến triển, sẽ tiến hành phẫu thuật lấy dị vật. Ngày 20 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Trung Huyên, sinh năm 1992, trú tại xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội về tội giết người. Nguyễn Trung Huyên được xác định là nghi phạm chính trong vụ việc bé DNA 3 tuổi ở Canh Nậu, Thạch Thất bị cắm đinh vào đầu. Theo Công an Hà Nội, Nguyễn Trung Huyên hoàn toàn không có bệnh lý tâm thần hay ngáo đá, gia đình đối tượng thuộc diện căn bản. Nguyễn Trung Huyên chưa có tiền án tiền sự, Huyên sống độc lập từ khá lâu. Trước khi cặp kè với mẹ cháu A, Huyên thuê trọ ở nhiều nơi. Khi bị triệu tập đến cơ quan công an, ban đầu
Huyền loanh quanh phủ nhận việc liên quan đến những thương tích trên cơ thể của bé gái 3 tuổi. Về những thương tích bên ngoài hay những lần bé A nuốt phải dị vật, Huyền đổ lỗi cho bé gái, nói rằng cháu nghịch ngợm nên bị ngã và tự nuốt dị vật. Tuy nhiên, trước những chứng cứ cơ quan điều tra thu thập được, Nguyễn Trung Huyền đã buộc phải thừa nhận hành vi tàn ác của mình. Như Dân Trí đã đưa tin, chiều 17 tháng 1, Bệnh viện Thạch Thất đã tiếp nhận một bệnh nhi 3 tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật. Trường hợp này là bé DNA, địa chỉ ở Canh Nậu, được đưa vào khoa cấp cứu, bệnh nhân được mẹ đưa đến. Qua điều tra bệnh sử, người mẹ cho hay từ chiều gọi con không tỉnh nên đưa vào bệnh viện. Đáng chú ý, sau khi các bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân, tiến hành đặt ống chụp phim, đã phát hiện trên phim chụp có hình ảnh cản quang trên hộp sọ. Trong quá trình kiểm tra, thăm khám, các bác sĩ phát hiện cánh tay phải của bé đã được bó bột trong 2 tuần. Qua chẩn đoán sơ bộ, bệnh nhi A được xác định hôn mê, nghi viêm màng não, tình trạng của bệnh nhân rất nặng, tỷ lệ tử vong cao. Sau khi bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, đơn vị này đã tiến hành chụp cắt lớp, dựng hình nhận thấy có những hình ảnh giống như đinh ở sọ và tổ chức não. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin về sự việc. Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm 1 năm tù. Thưa quý vị, chiều 24 tháng 1, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã đưa ra phán quyết đối với kháng cáo của 4 bị cáo có đơn trong vụ án xảy ra tại Bộ Công Thương và Tổng Công ty Cổ phần Bia, Rượu, Nước Giải Khát Sài Gòn, Sapeco liên quan đến khu đất vàng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, chấp nhận một phần kháng cáo của 4 bị cáo, Tòa Phúc Thẩm quyết định tuyên phạt cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng 10 năm tù, giảm 1 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Cùng tội danh trên, bị cáo Phan Chí Dũng, cựu Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ Bộ Công Thương được giảm từ 9 năm tù xuống 8 năm tù. Về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai, bị cáo Lâm Nguyên Khôi, cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh được giảm 4 năm tù, 4 năm 6 tháng tù xuống còn 4 năm tù. Bị cáo Lê Quang Minh, cựu Trưởng phòng Phát triển Hạ tầng Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh được giảm từ 3 năm 6 tháng tù xuống 3 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, tòa án cấp phúc thẩm quyết định giao khu đất số 246 Hai Bà Trưng, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh cho Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét xử lý đúng quy định của pháp luật trên cơ sở đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan. Đồng thời, hội đồng xét xử giao Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét yêu cầu của công ty Mê Linh về việc được bồi thường hơn 2.700 tỷ đồng để tiếp tục triển khai dự án theo hướng không làm ảnh hưởng quyền lợi của nhà nước nhưng đảm bảo được quyền lợi của bên liên quan. Theo bản án phúc thẩm, tại tòa, lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai của các bị cáo khác, phù hợp với lời khai của những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, phù hợp với các tài liệu khác có trong hồ sơ. Từ đó, tòa phúc thẩm đủ cơ sở kết luận hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Các bị cáo được giao đảm nhận quản lý tài sản của nhà nước, nắm rõ chủ trương của nhà nước nhưng đã không làm tròn trách nhiệm. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trật tự, quản lý kinh tế, gây thiệt hại lớn tài sản nhà nước. Việc xét xử với các bị cáo là có căn cứ, hoàn toàn cần thiết. Trong vụ án, tòa phúc thẩm cho rằng bị cáo Vũ Huy Hoàng giữ vai trò chủ mưu, bị cáo có trình độ quản lý kinh tế, trải qua nhiều vị trí công tác, thường xuyên tham dự các cuộc họp chính phủ với vai trò Bộ trưởng Công Thương. Bị cáo hoàn toàn biết về việc thành lập dự án thoái vốn của Sapeco tại Sapeco Pearl. Thực tế, bị cáo Hoàng đã có các chỉ đạo khiến tài sản nhà nước chuyển sang tư nhân trái pháp luật. Bị cáo Phan Chí Dũng là đồng phạm giúp sức cho ông Hoàng và bị can Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương, đang bỏ trốn. Bị cáo Lâm Nguyên Khôi và Lê Quang Minh là người tiếp nhận chỉ đạo để thực hiện hành vi tham mưu, đề xuất ký tờ trình. Với những hành vi trên, theo hội đồng xét xử phúc thẩm, bản án sơ thẩm tuyên phạt đối với các bị cáo là có căn cứ và hoàn toàn cần thiết. Tuy nhiên, ngoài các căn cứ buộc tội, tòa phúc thẩm ghi nhận một số tình tiết có lợi cho các bị cáo như đều chưa có tiền án tiền sự, có nhiều năm công tác trong ngành, đạt nhiều thành tích và được tặng thưởng nhiều huân chương. Ngoài ra, một số bị cáo đã cao tuổi, mắc nhiều bệnh, có cả bệnh hiểm nghèo, trong đó ông Hoàng bị ung thư tuyến tiền liệt. Việc mắc sai lầm được cho là do nhận thức, chứ các bị cáo không vụ lợi. Từ những căn cứ trên, hội đồng xét xử cho rằng cần thiết giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo để động viên các bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
bắt nguyên giám đốc công ty cổ phần ASA thao túng chứng khoán. Thưa quý vị, cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Văn Nam, cựu giám đốc công ty cổ phần ASA đã có hành vi làm giả hồ sơ tài liệu để tăng khống 700.000 cổ phiếu ASA tương đương 70 tỷ đồng. Ngày 24 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam, cựu giám đốc công ty cổ phần ASA về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ C03 đang điều tra hành vi tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu công ty cổ phần liên doanh Sana WMT, nay là công ty cổ phần ASA. Mã chứng khoán của công ty này niêm yết trên sàn giao dịch là ASA. Kết quả điều tra xác định ông Nguyễn Văn Nam, nguyên giám đốc công ty cổ phần ASA, đã có hành vi làm giả hồ sơ, tài liệu để tăng khống 7 triệu cổ phiếu ASA, tương đương 70 tỷ đồng. Ông Nam đã niêm yết bổ sung 7 triệu cổ phiếu ASA tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để bán và thu tiền bất chính. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Nam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, C03 đã thi hành các quy định, lệnh nêu trên. Ông Sô cho biết thêm, C03 đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản. Để phục vụ công tác điều tra, C03 đề nghị các cơ quan, tổ chức cá nhân, nhà đầu tư bị thiệt hại, bị Nguyễn Văn Nam chiếm đoạt tiền, có đơn đề nghị kèm hồ sơ tài liệu gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Đơn và tài liệu của các tổ chức, nhà đầu tư bị thiệt hại gửi đến Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, địa chỉ tại số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.